Các bạn đang nghe truyện nói bừa công pháp, đồ nhi ngươi thật luyện thành trên kênh TV. Chương 1180, Bối rối Xích Miêu đã thành công củng cố vị trí của mình trên Linh Tôn Sơn, thống lĩnh tất cả các linh thú ngoại trừ phong linh hổ. Các bất hủ thiên tôn của Linh Tôn Môn đều có chút bối rối. Phong linh hổ này, sao bỗng dưng thay đổi tính khí như vậy, môn chủ Linh Tôn Môn đi đến rừng cổ thụ, nhìn thấy phong linh hổ ngồi trên bảo tọa bằng vàng, cổ đeo dây chuyền vàng lớn, đá quý lấp lánh, một đầu hổ chống thần trượng đầu hổ, một lúc cũng phải dụi dụi mắt, tự chọc mù đôi mắt mình, đây chỉ là một con hổ, không phải vẫn nằm dưới đất sao, sao thấy giống như người vậy, ngồi trên ghế, môn chủ đến rồi, mời dân trà. Phong linh hổ dơ móng vuốt lên, lập tức có linh thú dơ một cái bàn lên, một linh thú khác nhanh nhẹn pha trà. Môn chủ, ngồi. Phong linh hổ chỉ vào một cái ghế. Môn chủ linh tôn môn ngây ngẩn cả người, phong linh hổ này điên mất rồi phong linh hổ ân ừ. môn chủ ngươi phải gọi ta là phong linh thái thượng trưởng lão hoặc gọi ta là phong linh vương đừng mất hết phép lịch sự ngươi là môn chủ linh tôn môn đại diện cho mặt tiền linh tôn sơn của ta sao có thể không biết lễ phép như vậy làm mất mặt linh tôn sơn ta sao môn chủ ngươi cũng đừng trách ta phong linh già cả cứng nhắc ta cũng chỉ vì nghĩ cho linh tôn sơn ta xích miêu đệ à đưa quy tắc lễ tiết đó cho môn chủ một bản. Thảo, khuôn mặt môn chủ Linh Tôn môn giật giật, nhìn thấy quyển sách nhỏ được đưa đến, cả người cũng không tốt. Hóa ra lại bị một con linh thú chửi mình là không có phép tắc, Phong Linh. Trưởng lão, ngươi đây là. Môn chủ Linh Tôn môn có chút không ngồi yên được, Phong Linh hổ này sẽ không thực sự có vấn đề về đầu óc chứ, Linh Tôn sơn người mạnh nhất chính là nó, bản vương là một hổ tộc đại năng, nên đeo gương tốt giáo dục con cháu hiểu rõ phép tắc, hiểu được điều vinh nhục, ngươi cũng nên thấy như vậy. Vị này chính là đệ đệ xích miêu của ta, toàn quyền xử lý mọi việc của linh thú ta, môn chủ nếu có chuyện gì cứ tìm đến đệ đệ xích miêu, khi gặp xích miêu đệ đệ, hãy coi như gặp bản vương, mong môn chủ có thể hiểu rõ. Môn chủ linh tôn môn liếc nhìn một cái, thấy người kiêu ngạo đứng đó cổ đeo dây chuyền vàng lớn, eo đeo bảo đao sáng chói, khóe miệng giật một cái. Thảo, hắn nghi ngờ, phong linh hổ có sự thay đổi này đều là vì con hổ chói mắt này ta hiểu rồi môn chủ linh tôn môn không chịu nổi nữa nói mấy câu lấy lệ rồi cáo từ rời đi giờ đây phong linh hổ đã trở nên lễ phép nói chuyện văn minh lịch sự hắn nghe không quen linh tôn sơn do sự xuất hiện của xích miêu và việc nó lừa phỉnh phong linh hổ đang trải qua một cuộc biến đổi linh thú của linh tôn sơn đang được huấn luyện để chuyển mình thành một đội quân yêu tộc hùng mạnh trong khi đó tại cửu sơn cảnh mạnh trùng liên tục bị phục kích và ám sát cả trong bóng tối lẫn công khai nếu không phải hắn có thực lực cao cường thể chất phi thường cùng thủ đoạn võ thuật không tầm thường thì đã không thể trụ vững là ai nhắm vào ta đây mạnh trùng đã thay đổi diện mạo đầu trọc nhẵn nhưng đeo tóc giả che đi đặc điểm dễ nhận biết nhất của mình đại sư huynh đã xuất hiện ở đại cái sơn nhưng rồi dấu vết lại biến mất phải chăng hắn đang bế quan đột phá? Những kẻ nhắm vào ta, rốt cuộc là thuộc thế lực nào? Thay đổi thân phận tạm thời, tới thiên quật sông Sáo, thu thập bảo vật. Đợi khi thực lực tăng lên, ta sẽ tính sổ sau cũng không muộn. Mạnh Trùng đã có kế hoạch tiếp theo. Vì đặc điểm của võ đạo, một khi hắn ra tay tại thiên quật, dấu vết sẽ sớm bị lộ ra. Do đó, tại thiên quật không thể nán lại quá lâu. Tiểu Thiên Đạo chi nhãn ta chỉ còn thiếu một chút nữa là lĩnh ngộ. Dành thêm chút thời gian cho tiểu thiên đạo chi nhãn. Mạnh trùng bắt đầu ẩn mình, đi xông xáo tại thiên quật. Lý Huyền vẫn ung dung ngồi trên ghế, một tay vuốt ngọc như ý, một tay nâng thái thương thư lên đọc. Hắn đã đọc đến trang 17 của thái thương thư, chỉ còn thiếu trang cuối cùng là có thể xem hết nguyên bản thái thương thư. Bây giờ, hiểu biết của lý huyền về thiên địa của thái thương và các nguyên lý đạo đã đạt đến một cảnh giới vô cùng cao chính vì vậy cảnh giới sau thiên địa cảnh lý huyền đã đang từng bước hoàn thiện cùng với đó thần thông võ điển cũng đang được hoàn thiện hơn một bước ba ngàn môn thần thông đã không còn xa những thần thông này bao hàm vô cùng rộng lớn sở hữu nhiều dạng công dụng khác nhau không chỉ giới hạn ở công kích và phòng thủ thần thông chi đạo quả thật huyền diệu vô cùng có đạo lý để tham khảo, lĩnh ngộ ra thần thông cũng dễ dàng hơn. Lý Huyền cảm thán trong lòng, tiến trình của võ đạo đại nghiệp đang có những bước tiến nhanh chóng. Hứa Phiêm đã tới Cửu Sơn cảnh, Mạnh Trùng cũng nên tới Cửu Sơn cảnh thôi chứ. Trong số năm đồ đệ, hiện nay chỉ còn Khương Bất Bình là chưa chân chính nhập môn, nhưng công pháp Bất Hóa chi khí đang gần mở, và nhập môn Cực Hồn Võ Đạo không còn xa nữa. Ngày qua ngày, những người bên cạnh đều tu luyện cực lực bao gồm cả thị nữ của hắn là Thải Linh Nhi, sau khi kích hoạt huyết mạch và nhận được truyền thừa của Hải Linh, cũng miệt mài tu luyện và thực lực của nàng tăng tiến nhanh chóng. Thạch Nhị, Mạnh Thư Thư và Chu Anh đã đột phá hậu kỳ thần ý cảnh. Không thể phủ nhận rằng tốc độ tu luyện đã tăng lên không ít nhờ đan dược và thiên địa linh khí nồng nàng của thần vực. Trận pháp của Phương Hạo và đưa tinh phù của hắn cũng có tiến bộ đáng kể, kỳ môn võ đạo tự nhiên cũng được nâng lên không ít mạnh trùng quay về một chuyến rồi lại rời đi tới cửu sơn cảnh. Đồ đệ ngươi, hứa viêm, lĩnh ngộ ra tiểu thiên đạo chi nhãn, tiểu thiên đạo chi nhãn của ngươi đã đạt đến đại thành. Đại đạo Kim Thư đáp lại. Lý Huyền mừng thầm trong bụng, trong nháy mắt này, hắn cảm thấy đôi mắt mình như thể có thể nhìn thấu tất cả thiên địa. Trong mi tâm, cũng hiện ra một con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba này chính là một đóa hoa mờ ảo, vô cùng huyền diệu đây chính là tiểu thiên đạo chi nhãn, hứa viêm quả nhiên không làm ta thất vọng. Nhận được tiểu thiên đạo chi nhãn, Lý Huyền cảm thấy mọi thứ đều khác rồi, khi nhìn vào thái thương thư, như thể hắn có thể nhìn thấy những dấu vết ghi lại đạo lý. Như thể hắn có thể nhìn thấy dấu vết tuế nguyệt của người viết nên đạo lý. Quan sát thái thương thư trở nên dễ dàng hơn, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hắn trông thấy sự vận động của đạo thiên địa, trông thấy quy luật của thiên địa trông thấy bản chất của thiên địa thậm chí hắn như thể có thể thấy được trên bầu trời có tồn tại một hình dáng như thể một thế giới khác thú vị lý huyền không xem tiếp nữa loại thần thông đồng thuật này cuối cùng cũng đã được bổ sung hoàn chỉnh tiểu thiên đạo chi nhãn đã mạnh mẽ đến vậy còn thiên đạo chi nhãn chân chính thì sẽ thế nào đây lý huyền cảm thấy loại thần thông này của mình quá mơ hồ muốn tu luyện được thì độ khó quá lớn Ta với Tiểu Thiên Đạo chi nhãn, có thể phát hiện ra sự tồn tại ẩn giấu trong Thạch Ốc không đây?" Lý Huyền trầm ngâm. "Thạch Ốc bí ẩn trong hoàng cung của Ngô Quốc ẩn chứa một bí mật vô danh, có lẽ liên quan đến chủ nhân của Thái Thương Thư. Tuy nhiên, Lý Huyền không lập tức đến hoàng cung Ngô Quốc xem xét. Không vội, phá hư cảnh vẫn chưa đủ mạnh, Thái Thương Thư cũng chưa nắm giữ trọn vẹn, những ẩn bí trong thiên địa này sẽ không chạy mất." Lý Huyền đè nén sự tò mò bồn chồn trong lòng. Đồ đệ ngươi, hứa viêm, lĩnh ngộ được đại thần thông thiên ý định thần, thiên ý định thần của ngươi đã đạt đến đại thành. Hứa viêm lại lĩnh ngộ ra một môn thần thông. Thiên ý định thần, đây là một loại thần thông mà Lý Huyền biên soạn, là một loại thần thông đặc biệt, không ngờ hứa viêm lại thật sự lĩnh ngộ được. Quả không hổ danh là người khai phá võ đạo đại nghiệp của ta. Tâm trạng Lý Huyền lập tức tươi vui với tâm trạng thoải mái hắn liền hướng dẫn cho phong nham đang bận rộn về việc tu luyện thần thông phong nham mừng rỡ vô cùng lắng nghe một cách cẩn thận để tránh bỏ sót bất cứ điều gì mấy ngày này hắn vẫn luôn ở kỳ môn viện và đang y viện một bất hủ thiên tôn như hắn lại là một người chạy việc chân sai vặt chẳng phải là vì thần thông sao chẳng phải vì được sự chấp thuận của cao nhân sao chẳng phải vì nắm bắt cơ duyên khó có được này sao giờ đây cơ duyên đã xuất hiện thần thông phong nham đang tu luyện chỉ là một môn tiểu thần thông, dù sao hắn cũng là võ giả thái thương, muốn luyện thần thông thì độ khó vẫn còn quá lớn. Nhưng Vũ Thiên Nam đã tu luyện thành công, điều đó cũng có nghĩa là võ giả thái thương cũng có thể tu luyện thần thông. Mặc dù tu luyện ra thần thông yếu hơn so với đại hoang võ đạo, nhưng rốt cuộc cũng là thần thông, cũng có thể nâng cao thực lực võ đạo thái thương. Chỉ điểm cho Phong Nham đôi chút về phương pháp tu luyện thần thông, Lý Huyền liền tiếp tục nhập tâm vào đại nghiệp võ đạo của mình, còn Phong Nham có thể tu luyện thần thông thành công hay không thì hoàn toàn tùy thuộc vào thiên phú của hắn. Khương Bất Bình nhập môn cực hồn võ đạo đã là chuyện chắc chắn, cũng nên chuẩn bị cho thần thông của cực hồn võ đạo. Công pháp của cực hồn võ đạo cũng phải có những nét đặc biệt riêng, thậm chí vũ khí của võ giả cực hồn cũng phải có sự khác biệt. Đã đến lúc biên soạn cực hồn võ điển, và cũng nên biên soạn hệ thống pháp môn thuộc về riêng cực hồn võ đạo thần thông chi đạo. Lý Huyền thấy rằng mình không được rảnh rỗi chút nào vì võ đạo đại nghiệp, nhìn bên ngoài thì ung dung tự tại, nhưng thời gian mỗi ngày đều được sắp xếp kín mít. Thời gian dần trôi qua trong quá trình biên soạn võ đạo. Đồ đệ ngươi, mạnh trùng, đã bị chân vương thiên tôn phục kích, lấy thương tích nhẹ làm cái giá giết chết một chân vương thiên tôn. Kinh nghiệm võ đạo của ngươi đã được nâng lên. Bỗng nhiên, đại đạo kim thư đáp trả khiến lý huyền sửng sốt mạnh trùng bị phục kích lại dùng cái giá bị thương nhẹ để giết chết một người mạnh trùng ở cửu sơn cảnh đã đắc tội với thế lực nào chứ lý huyền vô cùng ngạc nhiên dĩ nhiên tấm ngọc phù bảo mệnh mà hắn cho không phát động điều đó có nghĩa là dù mạnh trùng bị phục kích thì hắn cũng không gặp nguy hiểm tính mạng bất hủ thiên tôn đều phải trấn giữ thiên quật không thể tùy ý rời khỏi nơi trấn giữ với khả năng phòng thủ của mạnh trùng chân vương thiên tôn khó có thể gây trọng thương cho hắn lý huyền trầm ngâm một chút vẫn luôn cảm thấy mạnh trùng bị phục kích như thể có chút bất thường đồ đệ ngươi mạnh trùng bị chân vương thiên tôn phục kích mạnh mẽ giết chết một người kinh nghiệm võ đạo của ngươi đã được nâng lên vậy mà trong vòng một tháng sau đó đại đạo kim thư phản hồi vài lần đều liên quan đến việc mạnh trùng bị phục kích thậm chí có lần mạnh trùng bị ám toán trúng kịch độc hít vào độc vào khiếu huyệt để hóa giải độc giả vờ đang trúng độc sắp chết để giết ngược lại kẻ phục kích với nhục thân mạnh mẽ của mạnh trùng tính huyền diệu của nhục thân bình thường kịch độc căn bản không làm gì được hắn huống hồ còn mang theo hóa độc đang do tối linh tú luyện chế để giải độc lại phải sử dụng cả những mánh khóe hạ lưu như thế này mạnh trùng đã đắc tội với thế lực nào chứ lý huyền không khỏi nhíu mày với xu hướng phát triển này sẽ đến lúc cả bất hủ thiên tôn cũng phải ra tay sao với thực lực của mạnh trùng ngày nay hiển nhiên không phải là đối thủ của bất hủ thiên tôn tấm ngọc phù bảo mệnh của hắn chắc chắn sẽ phát động lo lắng lý huyền lấy cớ thăm dò tình hình cửu sơn cảnh để tìm hiểu xem có thế lực nào ở cửu sơn cảnh giỏi sử dụng độc hoặc tu luyện công pháp dùng độc hay không nhưng kết quả thật không ngờ cửu sơn cảnh không có thế lực nào giỏi sử dụng độc hay tu luyện công pháp dùng độc ngay cả võ giả nổi tiếng tu luyện công pháp dùng độc cũng không có lý huyền không khỏi ngạc nhiên chẳng lẽ mạnh trùng không hề đến cửu sơn cảnh phong nham là bất hủ thiên tôn ở cửu sơn cảnh địa vị cực cao hiểu rất rõ về cửu sơn cảnh một cường giả đều phải trưởng thành trong nghịch cảnh mạnh trùng gặp phải nguy hiểm như vậy thực lực của hắn cũng sẽ tăng lên nhanh hơn lý huyền tự trấn an mình rằng có lẽ việc mạnh trùng gặp phải nguy hiểm cũng là một cơ hội để hắn mạnh lên có ngọc bảo vệ, dù bị bất hủ thiên tôn tập kích cũng có thể bình an vô sự. Đồ đệ ngươi, hứa viêm, đột phá thần tướng cảnh, phá hư cảnh của ngươi đã đạt đến đại thành. Hứa viêm đột phá thần tướng cảnh. Lòng Lý Huyền vô cùng mừng rỡ, cuối cùng thực lực của mình đã tăng lên một bậc. Phá hư cảnh đại thành. Đồ đệ ngươi, hứa viêm, đột phá thần tướng cảnh cực hạn thăng hoa, chuyển hóa thành sơn hà thánh thể, ngươi thu được tiên thiên sơn hà thánh thể lần thăng hoa nữa giống như dự đoán trước lần thăng hoa này là sơn hà thánh thể thánh cốt thánh thể vô cùng hoàn mỹ thiên phú lại một lần nữa được nâng lên lý huyền cảm thán không thôi trong lòng lần thăng hoa này của hứa viêm thiên phú và thực lực đều tăng lên rất nhiều theo sự gia tăng của thiên phú việc lĩnh hội phương pháp võ đạo thiên địa cảnh cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều sơn hà thánh thể lý huyền cảm giác chính mình đang nuôi dưỡng một mảnh sơn hà trong nhục thể như thể chính mình đã biến thành sơn hà chẳng lẽ đây không phải là hình dạng ban đầu của võ đạo thiên địa cảnh sao lý huyền trầm ngâm hắn tin rằng sau khi hứa viêm thăng hoa sơn hà thánh thể của hắn cũng sẽ giống như vậy thiên địa cảnh không còn xa lý huyền thở vào một hơi hắn có một loại trực giác hứa viêm sẽ sớm lĩnh hội được công pháp thiên địa cảnh vừa bước vào thiên địa cảnh chính là một lần thăng hoa và đề cao cực lớn hứa viên đột phá thần tướng cảnh cực hạn thăng hoa thực lực tăng lên toàn diện những phản hồi liên tiếp ập đến trên phương pháp võ đạo của thiên địa cảnh hẳn cũng nên hoàn thiện lý huyền cảm thấy mình nên tập trung vào phương pháp võ đạo tiếp theo con xích miêu này thật sự đã rời đi vài ngày trước xích miêu đã đến cửu sơn cảnh muốn tái tạo yêu tộc ở thần vực nhưng với thực lực hiện tại của nó độ khó không hề nhỏ. Chẳng ngờ, mới đến cửu Sơn Cảnh chưa bao lâu, dù không thành lập yêu tộc nhưng cũng đã thống ngự được linh thú của Linh Tôn Sơn. Lý Huyền có thể thông qua đại yêu thần ngự nắm bắt được tình hình vị trí của Xích Miêu và hơi bất ngờ trước việc Xích Miêu có thể nhanh chóng khống chế linh thú của Linh Tôn Sơn. Phong Linh Hổ là đồng tộc của Xích Miêu, mặc dù là linh thú vương, nhưng lại không có thuyết một núi không thể có hai hổ, ngược lại vì thiếu hổ nên càng khoan dung hơn với đồng tộc lý huyền hơi hiểu ra làm thế nào xích miêu lừa được phong linh hổ hai người này lý huyền đột nhiên nhíu mày phát hiện trong kỳ môn viện và trong đan y viện có hai người không bình thường mặc dù họ vào bằng thân phận chính đáng và làm việc vặt trong kỳ môn viện và đan y viện nhưng dưới tiểu thiên đạo chi nhãn của lý huyền hắn liếc qua liền nhận ra hai người này là gián điệp lại là những gián điệp vô cùng cao minh mỗi cử chỉ hành động từng lời nói hành động đều không có bất kỳ sơ hở nào dù sao những người có thể được đưa vào kỳ môn viện và đăng y viện đều do chính đại nhạc hoàng tự xác định có thể lừa được đại nhạc hoàng vị bất hủ thiên tôn này có thể thấy hai người này bất phàm thế lực ma quỷ đứng sau họ đào tạo nên bọn chúng tuyệt không đơn giản chân vương thiên tôn hậu kỳ lý huyền nhìn những người khác trong kỳ môn viện và nội đăng y viện bao gồm cả võ giả thiên vũ môn vạn lôi tông được cử đến người hợp tác giao dịch lại thêm một người đến từ thiên vũ môn đây là người của vạn lôi tông là gián điệp của minh ngục hay thế lực khác lý huyền hơi giật mình bất kể là võ giả của thiên vũ môn hay vạn lôi tông những người có thể được cử đến thì chắc chắn đều là người rất được tin tưởng nhưng những người như vậy lại là gián điệp tu luyện một môn công pháp tinh thông che đậy khí tức để ẩn náu công pháp này ẩn chứa khí tức rất sâu nhìn bên ngoài là võ giả của thiên vũ môn và vạn lôi tông nhưng thực ra lại là người của thế lực khác những gián điệp này nhìn như tu luyện là công pháp của thiên vũ môn và vạn lôi tông nhưng nền tảng võ đạo thì lại không phải là nền tảng võ đạo của thiên vũ môn và vạn lôi tông nếu không phải lý huyền có tiểu thiên đạo chi nhãn e rằng cũng không dễ dàng phát hiện ra mánh khóe này ngay cả hắn cũng không dễ dàng phát hiện thiên vũ môn chủ là dạng bất hủ thiên tôn càng không thể phát hiện ra trừ khi bọn gián điệp chủ động bại lộ ra ẩn nấp đủ sâu đều phục kích dưới chân ta lý huyền trầm ngâm một chút quyết định vạch trần danh tính của những tên gián điệp dù sao bọn chúng đều phục kích trên lãnh địa của đồ đệ hắn làm sư phụ không thể làm ngơ gọi thạch nhị những người đó ngươi đi nói với phong nham bắt giữ lại đưa cho đại nhạc hoàng tra xét kỹ càng lý huyền phân phó vâng thạch nhị giật mình này mới gật đầu phong nham nhận được lệnh truyền cũng không hỏi lý do chỉ cần là sự sắp xếp của cao nhân cứ làm theo là được hắn là bất hủ thiên tôn vừa ra tay đã tóm gọn vài tên gián điệp kia phong nham đại nhân tại sao bắt chúng ta một tên gián điệp kinh ngạc nói tố linh tú và phương hạo cũng kinh ngạc tại sao phong nham đột nhiên ra tay bắt người tâm các ngươi biết rõ phong nham cười lạnh một tiếng vài thành viên của địa ảnh trùng lòng xuống, chẳng lẽ bị bại lộ, không thể nào, với khả năng phục kích của bọn họ, tuyệt không thể bại lộ. Ta là thiên vũ môn. Tâm miệng lại. Phong Nham trực tiếp bắt người, tự nhiên kinh động đến Đại Nhạc Hoàng, dù sao trong số đó có hai người do chính hắn xác định an bài đến kỳ môn viện và đang y viện làm việc vặt. Trình chiến đại diện cho vạn lôi tông phụ trách công việc này ở đây, lúc này cao mày không biết tại sao Phong Nham lại nhắm vào võ giả vạn lôi tông. Phong Nham huynh, tại sao thế? Đại nhạc hoàng cao mày hỏi. Giang điệp, lục soát kỹ càng. Phong Nham trực tiếp ném người cho đại nhạc hoàng, bổ sung thêm một câu, tiền bối chỉ điểm, tuyệt đối không sai. Đại nhạc hoàng, trình chiến và người phụ trách thiên vũ môn sắc mặt lập tức đại biến. Trận chiến kết thúc chóng vánh sau khi hứa viêm khống chế thành công một chân vương thiên tôn hắn ra lệnh cho kẻ này đánh úp người đồng đội đang định trốn thoát chỉ trong vài chiêu chân vương thiên tôn kia đã bị thương thần hồn bị tốn phong kiếm ý của hứa viêm xé nát thần hồn bị thương và suy yếu thiên ý định thần dễ dàng khống chế nó nói đi khai hết mọi thứ ra hứa viêm ra lệnh sau khi khống chế hai người so với sự mê hoặc của mị vu thiên ý định thần rõ ràng thần diệu và phi phàm hơn hai chân vương thiên tôn này hoàn toàn không thể chống lại sự thăm dò sâu thẳm của thiên ý trong thần hồn của họ hơn nữa ngay cả khi bị khống chế sự mê hoặc của mị vu vẫn tồn tại ngay cả mị vu cũng không thể phát hiện ra rằng những người mà nàng ta khống chế đã bị hứa viêm khống chế và thực sự tuân theo ý chí của hắn đây cũng là ý định của hứa viêm khi khống chế hai người này vào thời điểm quan trọng họ có thể bất ngờ tấn công gây rắc rối cho mị vu hai chân vương thiên tôn khai ra toàn bộ kế hoạch của mị vu hứa viên mừng thầm trong lòng thất diệu thần hoa quả nhiên có thật mị vu đã ra tay rất hào phóng để dụ hắn mắc câu sau khi xác định thất diệu thần hoa thực sự tồn tại hắn càng muốn gặp mị vu vu ma thiên quật không thể chứa đựng những kẻ mạnh hơn bất hủ thiên tôn vì vậy cho dù mị vu có mạnh hơn nữa nàng ta cũng sẽ không đạt đến thực lực bất hủ thiên tôn tuy nhiên sức mạnh của mị vu có chút đặc biệt không thể đối phó bình thường ngay cả bất hủ thiên tôn bình thường nếu sơ sẩy cũng sẽ bị nàng ta đánh bại hứa viên trầm ngâm lặng lẽ đánh giá trong lòng sức mạnh của mị vu khá đặc biệt và điều đáng sợ nhất của nàng ta là khả năng nuốt chửng sức mạnh thần hồn thần hồn là thần hồn võ đạo nguyên thần của ta không thể so sánh với thần hồn muốn nuốt chửng võ đạo nguyên thần với thực lực không phải bất hủ thiên tôn của mị vu chỉ là si tâm vọng tưởng hứa viêm không bận tâm đến khả năng nuốt chửng thần hồn của mị vu dù sao muốn nuốt chửng thần hồn cùng cảnh giới cũng không dễ dàng ngay cả khi mị vu có thiên phú này còn võ đạo nguyên thần với khả năng của mị vu tuyệt đối không thể nuốt được nguyên thần của ta có khả năng phòng ngự không sợ hãi nếu ta có thể lợi dụng lúc nàng ta sơ hở, dùng tốn phong kiếm ý mô phỏng thành thần hồn, để nàng ta nuốt chửng. Hứa viêm suy tư, làm thế nào để tốn phong kiếm ý ngụy trang thành thần hồn để mị vô hấp thụ lại là một vấn đề. Sẽ luôn có cách. Hứa viêm suy nghĩ một lúc, trong lòng đã có kế hoạch. Triệu tập tất cả người của ngươi lại. Hứa viêm nhìn hai chân vương thiên tôn và ra lệnh. Tuân lệnh, hai chân vương thiên tôn vội vàng cung kính đáp. Trong sâu thẳm ý thức của họ vẫn còn tỉnh táo, da đầu có chút tê dại. Thủ đoạn của hứa viêm này quá mức khó tin. Trực giác mách bảo hai người rằng tiểu mỹ nhân trong vua ma thiên quật lần này sợ rằng sẽ phải chịu thiệt lớn. Hứa viêm không vội đến vua ma thiên quật, mà khống chế những chân vương thiên tôn mà mị vua phái ra ngoài tìm kiếm hắn, dần dần khống chế họ bằng thiên ý định thần. Những chân vương thiên tôn này hoàn toàn không ngờ rằng đồng đội của mình lại phản bội họ hoàn toàn không có phòng bị, họ bị đánh úp và khống chế bởi hứa viêm một cách dễ dàng. Sau khi dần dần hoàn thành việc khống chế, hứa viêm muốn thăm dò nguồn gốc của vu ma thiên quật, liệu có đúng là nó không thể chứa đựng những kẻ xâm nhập từ thiên ngoại có cấp độ bất hủ thiên tôn hay không? Sau một hồi thăm dò, cuối cùng hắn xác định rằng thực lực của mị vu trong thiên quật không đạt đến cấp độ bất hủ thiên tôn. Chỉ là sức mạnh của nàng ta, đối với võ giả thái thương mà nói, có vẻ khá kỳ dị và đặc biệt, không dễ dàng phòng ngự. Nhưng đối với hứa viêm, đây đều không phải là vấn đề. Bây giờ các ngươi đang gặp nguy hiểm, thần hồn có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào. Ta có một pháp môn có thể bảo vệ thần hồn của các ngươi vào thời điểm quan trọng. Hứa viêm nhìn về phía đám chân vương thiên tôn mà hắn đã khống chế. Mị vu sẽ không tha cho những chân vương thiên tôn này, cuối cùng nhất định sẽ nuốt chửng thần hồn của họ. Nếu vậy, hắn có thể mưu tính một chút. Tiếp theo, mỗi chân vương thiên tôn đều được Hứa Viêm dung hợp một luồng Tốn Phong kiếm ý vào thần hồn, khiến chúng hòa quyện vào nhau, không thể phân biệt. Tốn Phong kiếm ý đã nhắm vào thần hồn, tự nhiên có thể dung nhập vào thần hồn, đặc biệt là khi những chân vương thiên tôn này chủ động dung hợp Tốn Phong kiếm ý, điều này khiến Tốn Phong kiếm ý không bị phát hiện. Đồng thời, Hứa Viêm nuốt vài viên đan dược, dung hợp Tốn Phong kiếm ý vào đó, giấu trong cơ thể. Mấy viên đan dược này do tố linh tú luyện chế, có tên là giả hồn đan, có khí tức thần hồn, có thể hóa thành hình dạng thần hồn để mê hoặc người khác. Đương nhiên, nó cũng có tác dụng nuôi dưỡng nguyên thần. Hứa viêm muốn dùng tốn phong kiếm ý giả mạo thần hồn để lừa mị vu, liền nghĩ đến giả hồn đan, vừa vặn có thể phát huy tác dụng. Thật là những viên đan dược kỳ quái, có thể phát huy tác dụng vào những lúc quan trọng. Hứa viêm thầm cảm thán. Sư muội đã luyện chế ra quá nhiều loại đan dược, đủ loại kỳ quái, công hiệu đặc biệt, bây giờ giả hồn đan này đã có đất dụng võ. Mị vu sẽ như thế nào sau khi hấp thụ tốn phong kiếm ý, hứa viêm tràn đầy chờ mong. Mọi thứ đã sẵn sàng, đã đến lúc gặp Mị vu, thiên điệp sơn, vu ma thiên quật. Lúc này, thiên quật được trang hoàng lộng lẫy như khuê phòng của một gia nhân, hương thơm ngào ngạt, hoa hồng được bài trí theo một quy luật nhất định. Trước lầu nhỏ là một đóa thất sắc hoa đang nở rộ, ánh sáng lấp lánh xung quanh, tạo cảm giác thần diệu. Người đâu, Mỹ Vu lười biếng nằm trên chiếc giường êm ái trong lầu nhỏ, hai bên là những thị nữ xinh đẹp đang hầu hạ. Thực chất, những thị nữ này đã không còn là người bình thường. Vài tên chân vương quỳ rạp bên ngoài lầu nhỏ, cơ thể run rẩy, lộ rõ vẻ lo lắng bất an. Đã phát hiện tung tích của hắn, đang nghĩ cách dụ hắn đến đây. Tin rằng không lâu nữa, hắn sẽ tiến vào thiên quật. Một chân vương thiên tôn rung giọng nói. Hy vọng là vậy, nếu không thì phế vật cũng chẳng cần tồn tại. Mỹ vu liếm đôi môi đỏ mọng, nhìn chầm chầm vào đám chân vương thiên tôn như đang nhìn những món ngon. Bẩm báo. Hứa viêm đang chuẩn bị tiến vào thiên quật, hai tên chân vương thiên tôn từ bên ngoài thiên quật chạy vào, mừng rỡ báo tin. Tốt, rất tốt, Mỹ vu vui mừng không xiết, trong đôi mắt quyến rũ lóe lên một tia lạnh lùng không phải nói hứa viêm đang đến thiên quật sao một ngày sau mị vu có chút tức giận hỏi hứa viêm làm việc cẩn thận đang thăm dò xung quanh chúng ta không dám đến gần sợ hắn nghi ngờ tin rằng trong vài ngày tới hắn sẽ tiến vào thiên quật một chân vương thiên tôn run rẩy đáp tốt nhất là như vậy mị vu hít sâu một hơi ánh mắt lạnh lùng lóe lên không biết đang nghĩ gì lại một ngày nữa trôi qua mị vu chờ đợi đến sốt ruột một chân vương thiên tôn vội vã từ bên ngoài trở về hứa viêm đến rồi tốt các ngươi chuẩn bị phong tỏa đường lui khỏi thiên quật mị vu lập tức hạ lệnh ánh sáng hồng bao phủ khắp thiên quật các chân vương thiên tôn theo lệnh mị vu ẩn mình trong ánh sáng hồng che giấu thân hình không thể để hắn cảnh giác mị vu do dự một lúc ánh sáng hồng trong thiên quật dần dần thu lại lúc này Lối vào thiên quật trông không khác gì bình thường, không có gì bất thường. Đồ đệ của ngươi đang trong tay ta, ta xem ngươi có đến cứu hay không và làm sao để cứu, Mị Vu nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ. Hứa Viêm đi đến cửa vào thiên quật, khí tức trên người thay đổi, thực lực hạ xuống mức nhập môn thần thông cảnh. Thất diệu thần hoa của ta. Hứa Viêm bước vào thiên quật, giả vờ không phát hiện ra đám chân vương thiên tôn đang ẩn nấp, thận trọng tiến về phía sâu trong thiên quật đi đến trước lầu nhỏ, hắn nhìn thấy gốc thất diệu thần hoa. Vốn đang thận trọng, hứa viêm đột nhiên tăng tốc, chớp mắt đã đến trước thất diệu thần hoa, đưa tay hái lấy nó. Tiểu tử, đã đến rồi thì đừng hòng đi, mị vu từ trong lầu nhỏ bước ra. Là ngươi, hứa viêm giả vờ biến sắc, lùi lại như muốn bỏ chạy. Khanh khách, tỷ tỷ đáng sợ đến vậy sao? Vừa thấy ta đã muốn chạy. Ngươi đã lấy được thất diệu thần hoa, sao không ở lại chơi với tỷ tỷ một chút, mị vu cười quyến rũ, ánh sáng hồng tỏa ra, bao phủ toàn bộ thiên quật. Lối vào thiên quật, thân hình các chân vương thiên tôn hiện ra, dần dần tiến lại gần, phong tỏa đường thoát. Ngươi muốn gì, hứa viêm sắc mặt nghiêm trọng, kiếm trong tay, khí thế bộc phát, sẵn sàng chiến đấu. Trong lòng hắn thở vào nhẹ nhõm, thất diệu thần hoa đã lấy được, kế tiếp sẽ dễ dàng hơn. Từ khi bước vào thiên quật, hắn đã giả vờ cẩn thận để đánh lừa mị vu mục đích là để hái thất diệu thần hoa mọi chuyện diễn ra suôn sẻ tiếp theo là làm sao để âm mị vu một vố ánh sáng hồng mờ ảo mị vu trở nên vô cùng quyến rũ dường như có thể khơi dậy dục vọng nguyên thủy của con người đặc biệt là những thiếu niên huyết khí phương cương rất dễ dàng bị mê hoặc trong sự quyến rũ này đây là loại mị lực gì hứa viêm thầm kinh hãi không trách những chân vương thiên tôn kia đều bị lừa, mị lực của mị vu quả thực rất mạnh mẽ và quỷ dị. Nhưng mà, nó không có tác dụng với ta. Bề ngoài, hứa viêm tỏ ra đang cố gắng chống lại sự mê hoặc, giữ vững tâm thần, nhưng nội tâm lại vô cùng bình tĩnh. Tuệ kiếm cảnh đã giúp hắn không bị ma chướng quấy nhiễu, mọi ảo ảnh đều vô hiệu với hắn. Tiểu thiên đạo chi nhãn cũng có thể nhìn thấu hư ảo, không bị mị lực của mị vu ảnh hưởng tiểu đệ đệ, ngươi thấy tỷ tỷ thế nào? Mị Vu ánh mắt sáng rực, hương thơm trên người càng thêm nồng nàn. Dù Hứa Viêm thích kiểu phụ nữ nào, trong mắt hắn lúc này, nàng chính là kiểu phụ nữ đó. Vẻ đẹp tuyệt sắc như vậy, mấy ai trên đời có thể không bị mê hoặc, huống chi là một thanh niên như Hứa Viêm. "Đừng hồng mê hoặc ta." Hứa Viêm gầm lên, mồ hôi lấm tấm trên trán, vung kiếm chém ra. Kiếm quan sắc bén, sát khí vô song. Mị vu dơ ngón tay ngọc thon dài lên, búng nhẹ một cái, tiếng, đinh, vang lên, dễ dàng đỡ được đòn tấn công. Tiểu tử, không hổ là đồ đệ của lão già đáng ghét kia, quả nhiên có chút bản lĩnh, có thể chống đỡ đến bây giờ. Ta muốn xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu, mị vu cười lạnh. Hứa viêm có thể giữ vững tâm thần đến lúc này, không hoàn toàn bị mê hoặc, quả không hổ là tuyệt thế thiên kiêu, mạnh hơn đám chân vương thiên tôn kia rất nhiều. Hừ, Hứa Viêm hừ lạnh, gân xanh nổi lên trên trán, gầm lên một tiếng, kiếm quang vờn quanh, kiếm ý lớp lớp như sóng lớn, bảo vệ xung quanh, chống lại sự mê hoặc. Đồng thời, thân hình hắn di chuyển, thay đổi vị trí liên tục, dường như muốn chạy trốn. Đã đến đây rồi thì đừng hòng đi, để sư phụ ngươi đến cứu ngươi đi. Mỹ Vu có chút coi trọng thuật di chuyển của Hứa Viêm. Ngươi không giữ được ta, Hứa Viêm lại một lần nữa di chuyển, lần này hắn thoát khỏi vòng vây của đám chân vương thiên tôn, lao thẳng về phía cửa vào thiên quật. Đám phế vật, mị vu cao mày, nhìn về phía đám chân vương thiên tôn. Hứa viêm đã đến, đám rác rưởi này cũng vô dụng. Tiểu đệ đệ, ngoan ngoãn nghe lời, ngươi không thể đi đâu, một bàn tay ngọc thon dài đột nhiên vương ra. Hứa viêm vung kiếm chém, nhưng bàn tay ngọc kia lại cuốn lấy, bắt gọn hắn cùng thanh kiếm. Tiểu đệ đệ thật tuấn tú, mị vu ánh mắt sáng rực nhìn chầm chầm hứa viêm đôi mắt ấy dường như có một loại ma lực khiến người ta chìm đắm hứa viêm nghiến răng kiên trì cố gắng giữ vững tâm thần giả vờ như sắp bị mê hoặc thú vị mị vu cười rạng rỡ người đi truyền tin tức hứa viêm đang trong tay ta xem sư phụ hắn làm sao cứu người mị vu chỉ vào một chân vương thiên tôn ra lệnh vâng tên chân vương thiên tôn kia vội vàng cung kính lui ra nhanh chóng rời khỏi thiên quật những Chân Vương Thiên Tôn còn lại sắc mặt hơi thay đổi, trong lòng cảm thấy bất an nhưng không thể phản kháng, không thể chống cự. "Cứ từng người một tới đi, đừng chống cự." Mị Vu cười nói. Chân Vương Thiên Tôn lần lượt tiến lên, Mị Vu chu môi nhỏ, thần hồn của họ bị hút ra và nuốt chửng. Phù phù, thần hồn bị hút đi, chỉ còn lại xác thịt không hồn. Sau khi nuốt chửng thần hồn của tất cả Chân Vương Thiên Tôn, Mị Vu cau mày nàng cảm thấy những thần hồn này có gì đó khác lạ hương vị của chúng dường như cây độc ngươi có thể kiên trì đến bây giờ thật hiếm thấy thần hồn của ngươi đã bị ta thu hãy xem sư phụ ngươi làm cách nào để cứu ngươi muốn lấy lại thần hồn của đồ đệ phải xem sư phụ ngươi có gì đáng giá để trao đổi tiểu đệ đệ nhớ kỹ lời khuyên này bảo vật càng quý giá thì càng khó lấy cũng ẩn chứa nguy hiểm nhất định đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi còn có lần tiếp theo. Mỹ vu cười rực rỡ, bàn tay trắng nõn vuốt ve khuôn mặt hứa viêm, cảm thán tiểu đệ đệ thật tuấn tú, thân thể này tỷ tỷ có thể chơi đùa thật nhiều năm. Nàng chu môi nhỏ, thi triển nuốt chững thần hồn chi lực. Lúc này, hứa viêm chỉ cảm thấy một luồng lực đặc biệt, như muốn bao bọc và trói buộc nguyên thần, kéo nó ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, do hắn tu luyện võ đạo, không phải thái thương võ đạo, ngưng luyện chính là võ đạo nguyên thần nên luồng hấp lực này thực sự không thể bao bọc và trói buộc nguyên thần của hắn linh đài chi tuy nhiên hứa viêm đã sớm chuẩn bị hắn dung hợp giả hồn đan với tốn phong kiếm ý để tạo thành một thần hồn giả sau đó rót toàn bộ vào lực hút này để mị vu hấp thụ vào cơ thể mị vu hút một hơi ngơ ngác một lúc thần hồn của tiểu tử này sao lại bàn bạc như vậy nghĩ lại ả cũng thấy bình thường dù sao hắn cũng là đồ đệ của một tồn tại vô cùng cường đại, đặc biệt một chút cũng là chuyện thường tình. Thần hồn của tiểu tử này là chuyện gì vậy? Sao lại cay miệng như thế? Rốt cuộc là thần hồn gì? Ta đã nuốt chửng vô số thần hồn, chưa từng nuốt chửng qua thần hồn nào cay miệng như vậy. Mị Vu có chút mơ hồ, hương vị thần hồn này quá cay miệng, Mị Vu có khả năng nuốt chửng thần hồn, thích ăn thần hồn của võ giả. Mỗi lần nuốt chửng thần hồn nó không tiêu hóa ngay mà để dành lại, từ từ thưởng thức. Tuy nhiên, ngay khi thần hồn vừa vào miệng, nó đã có thể nếm được hương vị của thần hồn. Đây là năng lực đặc biệt của mỹ vu. Đối với mỹ vu mà nói, hấp thụ thần hồn là một quá trình sung sướng tuyệt vời, được thưởng thức hương vị thần hồn, cảm nhận được sự thỏa mãn khi nuốt chửng thần hồn. Sau khi nuốt chửng thần hồn của một số chân vương thiên tôn, mặc dù có cảm giác hơi cay, nhưng đối với nàng mà nói, cũng là một loại hương vị khác lạ. Nhưng khi đang hấp thụ thần hồn của Hứa Viêm, Mị Vu lại ngạc nhiên, thần hồn của tên tiểu tử này sao lại cay nồng đến vậy? Hơn nữa, thần hồn của Hứa Viêm lại vô cùng mênh mông, giống như một cơn gió dữ liên tục tràn vào, có cảm giác vô tận vô cùng. Thần hồn của tên tiểu tử này cay nồng như vậy, thần hồn của sư phụ hắn chắc chắn không thể ăn được, hương vị chắc chắn cực kỳ tệ hại. Mị Vu thầm nghĩ. Lúc này Hứa Viêm đang cố gắng hết sức đưa càng nhiều Tốn Phong kiếm ý vào cơ thể Mị Vu, tạo nên hiện tượng thần hồn mênh mông không bao giờ cạn kiệt. Tốn Phong kiếm ý của ta dung nhập vào giả hồn trong đan điền, Mị Vu chưa từng gặp trường hợp này, tuyệt đối không thể nhận ra cảm giác khác thường. Hứa Viêm thầm nghĩ trong lòng. Tất nhiên, hắn không biết rằng, vì năng lực đặc biệt của Mị Vu đối với thần hồn, mặc dù không phát hiện ra đây là giả hồn, nhưng nàng vẫn cảm thấy thần hồn này quá cay nồng tốn phong kiếm ý dù sao cũng là kiếm ý nhắm vào thần hồn cho dù hứa viêm đã làm cho tốn phong kiếm ý trở nên ôn hòa hơn dung nhập vào trong thần hồn thì các võ giả khác cũng không thể phát hiện ra sự khác biệt nhưng mị vu thì khác vì vậy nàng cảm thấy thần hồn này hơi cay tất nhiên cũng như hứa viêm dự đoán mị vu chưa từng gặp tình huống này hơn nữa còn xem thường không cho rằng thần hồn này sẽ ẩn chứa sát ý nàng chỉ nghĩ rằng hứa viêm là đệ tử của một cường giả thần hồn ngưng tụ khác hẳn với các võ giả bình thường, điều đó cũng dễ hiểu. Mị vu không ngừng hấp thụ thần hồn của hứa viêm, cuối cùng cảm thấy thần hồn bắt đầu yếu đi, sắp bị hút sạch, trong lòng nàng cảm thán, thần hồn của tên tiểu tử này vượt trội hơn hẳn sáu bảy chân vương thiên tôn. Mà hắn chỉ là thực lực gì, pháp môn ngưng tụ thần hồn thật phi thường. Mị vu thầm cảm thán, Hơi thở trên người hứa viêm hoàn toàn biến mất, hai mắt vẫn trợn trừng dữ tợn, nhưng lại không có chút sinh khí nào như thể chỉ còn lại một xác thân vô hồn hơn nữa theo thần hồn bị hút đi bộ xác không này theo quán tính ngã xuống ngã vào lòng mị vu tuấn tiểu tử cho dù chỉ là một bộ xác không di an ta cũng thích mị vu mỉm cười cuối cùng cũng bắt được tên tiểu tử này thần hồn của hắn đã bị chính nàng nuốt vào cơ thể xác thịt lại nằm trong tay nàng giờ xem sư phụ hắn có thể làm gì Mặc dù bản thể của ta không thể đến được, nhưng nếu ngươi muốn cứu đồ đệ, thì hãy xem ngươi trả giá như thế nào. Nếu giết ta, thần hồn của đồ đệ ngươi cũng sẽ tan thành mây khói. Lúc này, mị vu vô cùng tự tin. Mặc dù bản thể không thể buông xuống, thực lực của phân thân này cũng chỉ có hạn, tự nhiên không phải là đối thủ của cường giả kia, nhưng đồ đệ của hắn đang ở trong cơ thể nàng, một khi nàng chết, thần hồn của đồ đệ hắn cũng sẽ tiêu tan theo ta không tin ngươi có thể khiến thần hồn của đồ đệ ngươi tan biến rồi đoàn tụ trở lại nếu ngươi thực sự có năng lực này thì ta mị vu tuyệt đối không còn chọc vào ngươi nữa mị vu cười lạnh trong lòng thần hồn tiến vào cơ thể mị vu một khi bị lực lượng của mị vu tiêu tan thì sẽ bị hủy diệt hoàn toàn trong thiên địa cho dù có năng lực thông thiên triệt địa cũng tuyệt không thể tụ tập lại thần hồn nếu thực sự có thể làm được nàng cũng sẽ nể phục không bao giờ nghĩ đến chuyện đối đầu với đối thủ nữa. Có thể làm được điều này, thực lực mạnh đến mức nào, vượt xa sức tưởng tượng, tuyệt không phải nàng có thể chống lại, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ sẽ trân trọng ngươi. Mỹ vu cúi đầu nhìn hứa viêm, nụ cười trên mặt ngày càng xinh đẹp động lòng người. Phốc, bỗng nhiên, nụ cười trên mặt nàng cứng đờ, vẻ mặt khó tin. Một thanh kiếm đâm vào cơ thể nàng. Kiếm ý kinh cũng tàn phá dữ dội, hủy diệt bộ phận cơ thể này của nàng. Ngươi! Mỹ vu vô cùng kinh ngạc, nhưng vào lúc này, một sức mạnh tàn phá khủng khiếp bùng nổ trong cơ thể nàng, giống như trong cơ thể nàng vô căn cứ sinh ra một cơn bão hủy diệt. Đó chính là thần hồn cây nồng của hứa viêm, giờ phút này đã biến thành một kiếm ý kinh khủng, không chỉ vậy, các thần hồn của một số chân vương thiên tôn đã nuốt chửng vào cơ thể, giờ phút này cũng hóa thành cơn bão, đảo ngược trong cơ thể nàng. Ánh kiếm xuyên qua cơ thể Mị Vu, kiếm ý trong cơ thể giống như có linh trí, tàn phá thân thể nàng một cách khủng khiếp, từ trong ra ngoài, đâm thẳng ra ngoài. Ngươi làm thế nào? Mị Vu vô cùng kinh hãi, Hứa Viêm bị chính nàng hút mất thần hồn, vậy mà giờ đây lại mở mắt ra, kiếm trong tay đâm vào cơ thể nàng. Ta có song thần hồn. Hứa Viêm nghiêm nghị nói. Một kích thành công, thân hình Hứa Viêm chớp mắt biến mất trong lòng Mị Vu ngay sau đó một luồng ánh kiếm màu đen như muốn hủy diệt thiên địa chém về phía mị vu quanh mị vu vô cùng tức giận những người trong tiểu lâu chớp mắt ngã xuống đất tất cả thần hồn chớp mắt trở về cơ thể mị vu ánh sáng màu hồng nở rộ một lưỡi đao hình trăng non màu hồng như máu đang mọc lên nhưng kiếm ý trong cơ thể đang điên cuồng tàn phá hóa thành một thanh kiếm không ngừng đâm vào cơ thể nàng kéo dài trọng thương nàng kiếm của ngươi chui vào đâu vậy mị vu vô cùng tức giận, gào hứa viêm vỗ một chưởng, hoàng kim cự long gào thét, long uy kinh cũng khoái động, giống như chân long điên cuồng, muốn cùng kẻ thù đồng quy vu tận thần thông. chân long nộ, cây đao trăng non màu hồng của mị vu vẫn chưa kịp ra tay, chân long nộ đã tấn công tới, phù một tiếng, cơ thể nổ tung thành một đóa hoa quan màu hồng tiêu tan, toàn bộ trang trí của lầu nhỏ tao nhã, bao gồm cả thi thể của những chân vương thiên tôn kia, đều tan thành mây khói không còn chút dấu vết nào, mị vu buông lỏng cơ thể, cuối cùng không còn sức mạnh của bất hủ thiên tôn, lại bị Tốn Phong kiếm ý xâm nhập cơ thể, càng bị thương nặng ngay từ đầu, làm sao còn có sức chống cự. Sư phụ ta có thể đánh nổ ngươi, Hứa Viêm ta cũng có thể đánh nổ ngươi. Hứa Viêm cười lạnh nói. Hứa Viêm tiểu tử, ngươi hèn hạ vô sĩ, ngươi đáng chết. Tiếng gầm phẫn nộ vang vọng khắp thiên quật. Ông, bỗng nhiên trên bầu trời thiên quật ánh sáng màu hồng nổi lên thân hình hứa viêm khẽ động tiến đến dưới ánh sáng màu hồng kiếm ý ngút trời trong thiên quật tất cả đều hóa thành kiếm từng lớp bày ra một trận kiếm trận một thân ảnh màu hồng đang hạ xuống đó là mị vu đang hạ xuống một bộ phận cơ thể mới gào hứa viêm vỗ một chưởng kim long gào thét giết chết nhưng cơ hội bộ phận cơ thể này chưa hình thành trực tiếp vỗ một chưởng đánh nổ Tiểu tử vô sĩ, ngươi chờ ta. Mị Vu tức nổ tung, chưa từng có ai ám toán nàng, làm sao có thể tưởng tượng được, hôm nay nàng lại bị một tên tiểu tử ám toán, thật là quá đáng, nuốt chửng thần hồn của chúng ta, mối thù này ta hứa viêm cùng ngươi kết, sớm muộn gì cũng khiến ngươi cầu xin tha thứ không được." Hứa Viêm lạnh lùng nói. Một mặt phẫn nộ không cam lòng, như thể hắn thực sự có song thần hồn, bị Mị Vu nuốt chửng một thần hồn thân hình mị vu tiếp tục xuất hiện muốn hạ xuống lần nữa kết quả hứa viêm lại vỗ một chưởng đánh bậc nàng vừa hạ xuống một nửa vẫn chưa hình thành cơ thể cẩu thí song thần hồn hứa viêm tiểu tử dám tính toán ta sư đồ các ngươi đều chờ đó cho ta mị vu ta cả đời này địch chính là các ngươi sư đồ hai người tiếng cầm điên cuồng của mị vu truyền đến ông một thanh loan nhận màu hồng chém xuống nhắm vào hứa viêm đánh tới ầm ầm hứa viêm tâm niệm khẽ động, vạn kiếm dòng lũ khoái động, kiếm trận phát ra quang mang mãnh liệt, chém chết đòn tấn công này, ta hứa viêm, ngưng tụ một bộ phận nguyên bản thần hồn, còn ngưng tụ một bộ phận kiếm đạo thần hồn, đây là nguyên nhân thiên phú kiếm đạo siêu tuyệt, ngươi lấy kiếm đạo thần hồn của ta, mối thù này kết, dù ngươi trốn đến đâu, ta cũng sẽ tìm ra ngươi. Hứa viêm gầm nhẹ đầy oán giận. Chuyện giả thần hồn tự nhiên không thể để mị vu biết, nếu sau này còn có cơ hội hãm hại nàng thì sao thần hồn tiến vào cơ thể mị vu tại sao lại kiếm ý ngút trời tại sao lại hóa thành một thanh kiếm tàn phá chỉ vì đó là kiếm đạo thần hồn đã thế thì cứ nói vậy đi ngươi có kiếm đạo thần hồn mị vu bán tính bán nghi nhưng nghĩ đến thần hồn mà nàng đoạt được quả thực rất đặc biệt hóa thành kiếm ý ngút trời có vẻ cũng hợp lý dù sao nuốt chửng thần hồn là một trong những sức mạnh của phân thân nàng có thể xuyên qua sự che chắn của thiên địa và liên kết với phân thân, ngay cả ý thức và cảm giác, bản thể cũng có thể cảm nhận được. Nhưng dù sao cũng không phải là bản thể, vì vậy nàng cũng có chút không chắc chắn. Từ ngữ oán giận của hứa viêm, giống như đã phải chịu tổn thất nặng nề, không khỏi có chút tin lời hứa viêm. Thần hồn cây nồng như vậy, hóa ra là kiếm đạo thần hồn. Ta kiếm thần hứa viêm, ngưng tụ kiếm đạo thần hồn, chẳng phải là không thể bình thường hơn được sao mị vu ngươi thất diệu thần hoa nhưng không thể bù đắp tổn thất của ta mối thù này tất báo hứa viêm lạnh lùng nói mị vu nghe xong trong lòng nhất thời dễ chịu hơn nhiều mặc dù chính nàng bị ám toán mặc dù lại mất một bộ phận sức mạnh phân thân nhưng cuối cùng cũng hủy diệt được một bộ phận kiếm đạo thần hồn của hứa viêm ngươi muốn báo thù mị vu ta chờ ngươi cũng được các ngươi sư đồ hai người cuối cùng cũng có một ngày sẽ thua bởi trong tay của ta. Mị vu cười lạnh một tiếng. Ngươi còn chưa xứng để sư phụ ta ra tay. Hứa viêm kinh thường nói. Hừ. Mị vu lạnh trên một tiếng. Ánh sáng màu hồng trên bầu trời thiên quật bắt đầu tan biến, mị vu không định tiếp tục buông xuống. Dù sao, phía dưới bị hứa viêm chặn lại, nàng không thể hạ xuống thực lực mạnh hơn phân thân, muốn hạ xuống thiên quật lần nữa, căn bản không làm được. Hứa Viêm hơi nhếch khóe môi lên, chuyến này thu hoạch khá nhiều, Thất Diệu Thần Hoa đã có trong tay, còn đánh vỡ phân thân của Mị Vu. "Mị Vu, ta có cảm giác chúng ta có thể gặp lại." Hứa Viêm tự lẩm bẩm một câu. Thực lực của Mị Vu, không thể nghi ngờ là vô cùng mạnh mẽ, Hứa Viêm cảm thấy dù mình có đột phá phá hư cảnh, e rằng cũng không phải là đối thủ. Thiên địa cảnh là một bước đột phá lớn, dù không bằng bản thể của Mị Vu, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hứa viêm vô cùng phấn khích trong lòng, mình đã ở thần tướng cảnh, khoảng cách phá hư cảnh không xa. Về phần thiên địa cảnh, tuy vẫn chưa tìm hiểu ra, nhưng có thất diệu thần hoa trong tay, ít nhiều cũng có thể hiểu được võ đạo pháp của thiên địa cảnh. Nghĩ đến đây, hứa viêm liếc nhìn thánh thể sơn hà của mình, trong lòng có chút hiểu rõ. Lấy thân làm thiên địa, mà thánh thể sơn hà của chính mình, dường như có thể chứa vạn vật sinh linh, theo một ý nghĩa nào đó, chẳng phải cũng là hình thái ban đầu của thiên địa sao, không dừng lại ở thiên quật, tất nhiên Thất Diệu Thần Hoa đã có trong tay, tự nhiên là cần phải tìm một nơi để sử dụng, cảm ngộ võ đạo của chính mình, lĩnh hội võ đạo pháp của thiên địa cảnh và tu luyện thần thông. Đi ra khỏi thiên quật, tên Chân Vương Thiên Tôn bị Mị Vu điều động truyền tin tức kia, lúc này đang chờ đợi, theo phân thân của Mị Vu bị diệt, hắn cũng tỉnh táo lại từ trạng thái bị mê hoặc nhưng vẫn chịu ảnh hưởng của thần thông thiên ý định thần. Ngươi cứ tiếp tục trấn giữ ở đây đi." Hứa Viêm phân phó nói. "Vâng." Tên chân vương thiên tôn kia gật đầu. Hứa Viêm đang muốn rời đi, không kịp chờ đợi sử dụng thất diệu thần hoa, tên chân vương thiên tôn kia lại đột nhiên nói, "Hứa công tử, có chuyện không biết nên không nên nói." "Chuyện gì, nói thẳng." Hứa Viêm nhướng mày, hắn trước tiên nghĩ tới chẳng lẽ tên chân vương thiên tôn này biết được thế lực đứng đằng sau thao túng hắn và vạn thiên lân không trong thời gian ngươi biến mất từng có người tìm kiếm ngươi tên chân vương thiên tôn do dự kể lại một số thông tin mà hắn biết được trong quá trình bọn họ tìm kiếm hứa viêm người từng tìm kiếm ngươi dường như đang bị thế lực nào đó truy đuổi sau đó không có tin tức gì nữa cụ thể chúng ta cũng không biết cuối cùng tên chân vương thiên tôn kia nói ánh mắt hứa viêm lạnh lẽo từ miệng chân vương thiên tôn, mặc dù chỉ là một chút thông tin mơ hồ, nhưng hắn vẫn xác định được, người đang tìm kiếm tung tích của hắn, chính là Mạnh Trùng, mà Mạnh Trùng, thế mà lại bị một thế lực thần bí truy đuổi, chuyện này, ta biết được. Hứa viêm bình tĩnh trên mặt, bước một bước, thi triển thần thông nhất niệm vô tung, chớp mắt biến mất tại chỗ. Thế lực nào đang săn đuổi nhị sư đệ? Chẳng lẽ, là người đứng sau suối dục ta và vạn gia sao? Hứa Viêm trước tiên liền nghĩ đến thế lực thần bí này. Nếu là một trong số mấy thế lực lớn của Cửu Sơn Cảnh truy đuổi Mạnh Trùng, tên Chân Vương Thiên Tôn kia chắc chắn sẽ biết, tất nhiên không biết là thế lực nào, rõ ràng không phải là mấy thế lực lớn nổi tiếng của Cửu Sơn Cảnh. Không biết Vạn Thiên Lân có thể điều tra ra manh mối gì không. Hứa Viêm đành phải tạm thời bỏ qua ý định bế quan sử dụng Thất Diệu Thần Hoa, trở về Đại Cái Sơn, liên lạc với Vạn Thiên Lân hỏi thăm một chút về sự việc đằng sau màn và tìm kiếm tung tích của mạnh trùng. Nếu ta lộ diện, người đằng sau màn cũng sẽ tìm tới ta chứ. Hứa viêm suy nghĩ như vậy, sau khi trở về Đại Cái Sơn, liền trực tiếp lộ diện, đi lang thang một vòng trong thành, chờ kẻ ám sát đến cửa. Quả nhiên, hắn mới lộ diện không lâu, hai bóng người liền xuất hiện. Mang theo mặt nạ hung sát, khí tức cường đại, là võ giả đỉnh phong chân vương thiên tôn muốn gây nên ta cùng với người cừu hận vạn gia là các ngươi a à. hứa viêm hờ hững nói quanh hai người đeo mặt nạ không nói một lời ra tay chính là sát chiêu tàn nhẫn hiển nhiên là muốn đẩy hắn vào chỗ chết Hừ. hứa viêm lạnh trên một tiếng thần tướng xuất hiện pháp tắc thiên địa buông xuống trong nháy mắt lực lượng pháp tắc thiên địa hóa thành thần tướng sơn hà mênh mông trong nháy mắt bao phủ hai kẻ ám sát không xong Hứa Viêm trở nên mạnh mẽ hơn. Hai người đeo mặt nạ biến sắc. Có khả năng hắn trước đây chỉ đang giấu dếm sức mạnh. Một người khác ánh mắt lóe lên. Hơn nữa, Hứa Viêm thể hiện thủ đoạn võ đạo là điều họ chưa từng thấy, hình tượng Sơn Hà thần diệu này có một loại cảm giác phù hợp với thiên địa, là bất hủ thiên tôn. Tất nhiên, không phải là phù hợp với thiên địa, mà là điều khiển pháp tắc thiên địa, tạo thành thần tướng này và phù hợp với thiên địa. Dù sao vẫn có chút khác biệt. Dù là thế nào, hai người đều cảm thấy nguy hiểm. Lần ra tay này của Hứa Viêm không hề che giấu sức mạnh của mình. Thực lực thần tướng cảnh được triển khai, điều khiển một phương thiên địa theo pháp tắc, hoàn toàn phong tỏa bốn phương. Thần thông kiếm trung sơn hà được thi triển, sông núi mênh mông hòa nhập vào thần tướng, còn thân hình hắn đã sớm biến mất trong thần tướng, không thể nhận thấy được. Ầm, uhm, kiếm ý cuồn cuộn, cỏ cây hóa thành dòng kiếm đạo ầm ầm lao về phía hai người đeo mặt nạ. Huyền diệu của kiếm tu cảnh giờ khắc này cũng được bộc lộ rõ ràng. Mỗi một thanh kiếm dường như đều có linh trí riêng, đều có kiếm pháp riêng. Cả hai phối hợp ăn ý với nhau, kiếm trận càng ngày càng nhường nhuyễn, uy lực tự nhiên cũng càng mạnh mẽ hơn. Ầm ầm, hai người đeo mặt nạ rốt cuộc cũng là những võ giả đứng đầu chân vương thiên tôn, thực lực không kém, khi ra tay, pháp tắc của thiên địa khuấy động, hóa thành từng đợt tấn công thậm chí trực tiếp thi triển bí thuật muốn phá vỡ phong tỏa của thần tướng nhưng mà hai kẻ ám sát lại cảm thấy nặng nề trong lòng bọn chúng không thể nào kết nối với pháp tắc của thiên địa nhận phải một lớp ngăn cách giống như có một sức mạnh nào đó to lớn hơn kỳ diệu hơn phù hợp hơn với pháp tắc thiên địa này đã cướp đoạt tất cả pháp tắc của thiên địa này đi đây là pháp môn võ đạo gì vậy hai người kinh hãi trong lòng chạy hứa viêm quá mạnh, chúng ta không thể đối phó. Hai kẻ ám sát đưa ra quyết định trong chớp mắt, chạy, các ngươi chạy thoát được sao? Hứa viêm cười khẩy. Một kiếm chém ra, ánh kiếm đen tuyền như muốn hủy diệt thế gian, chém về phía một người trong số bọn chúng. Đồng thời, 18 hoàng kim cự long gầm lên từ bốn phương tám hướng, hợp kích tấn công. Càng có một kiếm ý cuồng bạo, như gió mạnh thổi vào thần hồn của bọn chúng. Ngay lúc này, sắc mặt của hai kẻ ám sát đại biến vội vàng vận chuyển bí pháp ngưng luyện thần hồn chống lại cơn gió mạnh thổi tới bí thuật tấn công thần hồn lúc này thần sắc của cả hai đều kinh hãi bí thuật công kích thần hồn là cực kỳ hiếm có không phải tất cả võ giả đều có thể nắm giữ cũng không phải tất cả võ giả đều có thể tu luyện thành công những võ giả có thể tu luyện thành công bí thuật tấn công thần hồn đều là những võ giả có thần hồn cường đại hơn bởi vì thủ đoạn tấn công thần hồn cuối cùng phải dựa vào sức mạnh thần hồn của chính mình. Mà những võ giả như vậy, không chỗ nào không phải là đứng đầu trong cùng cảnh giới. Hứa viêm dùng kiếm trung sơn hà vây khốn một người trong số bọn chúng, tất cả các đòn tấn công đều nhắm vào một người khác. Hắn muốn bắt sống, dò xét lai lịch của đối phương, thuộc về thế lực nào. Những kẻ tử sĩ, một khi gặp nguy hiểm đến tính mạng, để tránh tiết lộ thế lực và mục đích nhiệm vụ, thường sẽ tự sát. Hứa Viêm cần phải khống chế đối phương bằng thiên ý định thần trước khi đối phương tự sát. Nhưng hai người này đều là võ giả chân vương thiên tôn đỉnh phong, nhất định phải làm suy yếu thần hồn của hắn hoặc làm bị thương thần hồn của hắn thì thần thông thiên ý định thần mới có thể định trụ hắn. Chỉ có thể bắt một tên. Trong lòng Hứa Viêm hiểu rõ, hắn chỉ có một cơ hội bắt sống một người, một người khác nếu thấy tình hình không ổn thì chắc chắn sẽ tự sát ngay bắt được một tên, mục đích cũng đã đạt được. Tên Chân Vương Thiên Tôn bị Hứa Viêm áp đảo đánh tới, lúc này sắc mặt đại biến, dường như biết được ý định của Hứa Viêm, gầm lên giận dữ, khí thế tăng vọt trong chớp mắt, một bóng hình ảo diệu từ trong cơ thể hắn bay ra. Bóng hình ảo này tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo. Theo bóng hình ảo này xuất hiện, khí tức của tên Chân Vương Thiên Tôn này trở nên suy yếu đi một chút, rõ ràng là thi triển bí thuật này có đại giới không nhỏ ầm um, bóng hình ảo lạnh lẽo đột nhiên nổ tung một sức mạnh lạnh lẽo hòa vào mặt đất trong chớp mắt mặt đất như bị lật ngược ầm um, ầm um, một sức mạnh nặng nề và lạnh lẽo phun ra từ dưới đất lực lượng cường đại phá vỡ phong tỏa của thần tướng đi thi triển bí thuật chân vương quát khẽ thân hình khẽ động muốn trốn thoát nhưng hắn không biết rằng hứa viêm đang chờ chính cơ hội này ầm um, giữa trán hứa viêm xuất hiện một con mắt ánh sáng mờ ảo ngưng tụ thành một con mắt giờ khắc này mở ra một uy thế mênh mông tỏa ra chiếu vào thân thể tên chân vương thiên tôn tiểu thiên đạo chi nhãn tên chân vương thiên tôn đang chuẩn bị trốn thoát giờ khắc này như cảm nhận được uy thế của trời đất lại giống như bị nhìn thấu mọi thứ thân hình dừng lại trong chớp mắt sau khi thi triển bí thuật khí tức suy yếu xuống càng không thể chống lại ánh mắt nhìn chằm chằm này xong rồi hứa viên muốn bắt sống ta tên chân vương thiên tôn này chìm xuống trong lòng, nhận ra ý định của hứa viêm, mà giờ khắc này, hắn khó có thể trốn thoát thành công. Đang muốn tự sát, nhưng dưới ánh mắt nhìn chầm chầm này, hắn lại chậm chạp hơn, thậm chí không kịp tự sát. Triết, một cơn gió mạnh cuồng bạo hoành hành trong thần hồn của hắn, khuấy động thần hồn của hắn, nỗi đau dữ dội của thần hồn càng khiến hắn không thể tự sát. Trơ mắt nhìn hứa viêm hạ một lòng bàn tay xuống, Lòng bàn tay dường như ẩn chứa thiên ý sâu xa, lại như ẩn chứa ý chí tối thượng. Tên chân vương thiên tôn này nhận ra rằng mình không ổn, nhưng hắn vẫn không kịp làm bất kỳ sự chống cự nào, ánh mắt hứa viêm lạnh lùng, nắm bắt cơ hội, làm suy yếu ý thức thần hồn của đối phương, lại dùng thiên ý định thần, định trụ thần hồn và ý thức của đối phương, hoàn toàn thống chế đối phương. Toàn bộ quá trình diễn ra trong nháy mắt. Mà một kẻ ám sát khác đã trốn thoát khỏi phong tỏa. Nhưng sắc mặt đại biến, không dám dừng lại, điên cuồng chạy trốn. Nhất định phải truyền tin tức mới nhất của Hứa Viêm về thiên sát địa ảnh và vạch định kế hoạch mới nhằm vào Hứa Viêm. Ngươi chạy thoát sao? Hứa Viêm cười khẩy, bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, khoảnh khắc sau, kiếm quang rực rỡ, sông núi đổ xuống, bao phủ tên kẻ ám sát đang trốn thoát. Hứa Viêm. Tên sát thủ kia gầm nhẹ một tiếng, khí tức trên người trong nháy mắt tiêu tan. Thần hồn trong thời khắc này nhạt nhòa, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Hừ, ánh mắt hứa viêm lạnh lẽo. Những kẻ ám sát bí ẩn này quả nhiên rất quyết đoán. Một khi phát hiện không thể trốn thoát, chúng không hề do dự, ngay lập tức tự sát. Hơn nữa, chúng rõ ràng đã tu luyện một loại bí thuật tự sát nào đó mới có thể trong nháy mắt làm cho thần hồn nhạt nhòa, không để lại bất kỳ dấu vết ý thức nào, tránh bị người khác lấy được tin tức. ầm, uhm, kiếm quan chém xuống. Thi thể hóa thành tro bụi tiêu tán. Hai tên sát thủ, một tên đã bị khống chế, mục đích cũng đã đạt được. Hứa Viêm càng thấy may mắn vì lựa chọn tu luyện thần thông Thiên Ý Định Thần, này trước đây là một quyết định vô cùng sáng suốt. Tháo mặt nạ xuống. Hứa Viêm nhìn về phía tên sát thủ bị mình khống chế. Mặc dù đối phương có ý thức tỉnh táo, nhưng không thể chống lại ý chí giống như thiên ý này. Tuân lệnh. Đối phương tháo mặt nạ xuống lộ ra một khuôn mặt trung niên tái nhợt, ánh mắt không mang theo chút cảm xúc nào, giống như một sinh vật không có cảm xúc. Nói đi, ai phái các ngươi đến ám sát ta, thế lực đứng sau các ngươi là gì? Hứa viêm bắt đầu ra hỏi. Vạn Gia Gia là một trong những thế lực hàng đầu của cửu Sơn Cảnh, càng thống trị vùng đất Đại Cái Sơn, nhưng vẫn không thể tìm ra được dấu vết của thế lực bí ẩn này, có thể thấy được sự ẩn núp sâu xa của thế lực này. Vậy thì một thế lực ẩn sâu như vậy, rốt cuộc đang mưu đồ điều gì, là kẻ địch bên ngoài mai phục, hay là thế lực thuộc về thần vực, bây giờ, câu trả lời đã có thể có được. Thiên sát phái chúng ta đến ám sát ngươi, chúng ta thuộc về thiên sát địa ảnh. Tên chân vương thiên tôn này nói ra tất cả những gì hắn biết dưới sự thẩm vấn của hứa viêm, không giấu giếm một chút nào. Thiên sát địa ảnh Trong lòng hứa viêm kinh hải, cuối cùng cũng biết được tên của thế lực đứng sau tại sao lại muốn gây xung đột giữa ta và vạn gia? Hứa viêm tiếp tục đặt câu hỏi. Để tạo ra xung đột giữa thanh hoa cảnh và cửu sơn cảnh, để ta hoàn thành nhiệm vụ tối thượng của thiên sát địa ảnh, cũng là để khôi phục vinh quang của thiên địa. Nói xong lời cuối cùng, tên chân vương thiên tôn này lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Hứa viêm chấn động trong lòng, mục đích của thiên sát địa ảnh lại là khơi dậy xung đột giữa hai cảnh, mà cái gọi là vinh quang của thiên địa dường như là một loại tín ngưỡng nào đó còn khôi phục vinh quang của thiên địa là thế nào tên sát thủ này cũng không nói rõ chỉ biết là nhiệm vụ của thiên sát địa ảnh là khiến thiên địa mạnh mẽ hơn khôi phục vinh quang của thiên địa thuở xưa và để khôi phục vinh quang của thiên địa cần phải phá vỡ cục diện thần vực náo động dẫn đến sự hùng mạnh của thiên địa như vậy mới có cơ hội khôi phục vinh quang của thiên địa thiên sát địa ảnh tồn tại chính là vì nhiệm vụ này. Theo tìm hiểu sâu hơn, hứa viêm thầm kinh ngạc trong lòng, phần lớn những người trong thiên sát địa ảnh đều hơi điên rồ. Vì cái gọi là vinh quang của thiên địa, không tiếc hy sinh tất cả, hung hãn không sợ chết, vì không tiết lộ bí mật của thiên sát địa ảnh, hắn trực tiếp diệt khẩu ta, không chút do dự, hơn nữa, hứa viêm cũng biết được rằng tổ chức thiên sát địa ảnh ở Đại Cái Sơn, vì hành động trước đây của hắn, khiến một địa ảnh lén ám sát thiên sát tiền nhiệm dẫn đến một số biến động trong nội bộ thiên sát địa ảnh nghi ngờ phản đồ xuất hiện dù sao tổ chức cuồng nhiệt thiên sát địa ảnh vì nhiệm vụ có thể không chút do dự đi tìm cái chết sao lại có phản đồ xuất hiện kết quả là khi phản đồ đầu tiên xuất hiện điều này sẽ khiến thiên sát địa ảnh cẩn thận hơn khi giao nhiệm vụ không trách được không có người ám sát vạn gia hóa ra là ám sát thiên sát hứa viêm lẩm bẩm Trước đây, hắn ra lệnh ám sát kẻ ra lệnh, vốn cho rằng là ám sát vạn gia, nhưng không ngờ kẻ ra lệnh lại là thiên sát, đối phương là người của thiên sát địa ảnh. Địa ảnh cũng không đơn giản, chỉ sợ vạn gia ẩn núp không chỉ một người. Những thế lực lớn của Cửu Sơn cảnh này chắc chắn đều có thành viên địa ảnh mai phục, chỉ là muốn bắt được cũng không dễ dàng như vậy. Các ngươi thiên sát địa ảnh đang truy sát mạnh trùng sao? Hứa Viêm tiếp tục hỏi. Đúng vậy, Nghe nói là thất diệp thiên sát ra lệnh, giết mạnh trùng, tạo ra xung đột và mâu thuẫn, bất chấp mọi giá, nhất định phải kích động đại chiến. Ánh mắt hứa viêm lạnh lẽo, thất diệp thiên sát, theo lời của tên sát thủ này, có thực lực của bất hủ thiên tôn, nhưng chỉ là thất diệp, thực lực trong bất hủ thiên tôn cũng chỉ có thể coi là bình thường. Bất hủ thiên tôn của cửu sơn cảnh đều ở trong cửu sơn, lẽ nào ngoại trừ cửu sơn, còn ẩn núp một bất hủ thiên tôn hứa viêm chấn động trong lòng. Một bất hủ thiên tôn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, đối với bất kỳ thế lực nào cũng là một mối đe dọa lớn. Hơn nữa, thiên sát địa ảnh đang truy sát mạnh trùng, đã thất bại nhiều lần, nếu tên thất diệp thiên sát này tự mình ra tay thì sao, mặc dù có ngọc phù bảo vệ của sư phụ, nhưng cũng không đến nỗi sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng một cường giả bất hủ thiên tôn tiềm ẩn ở gần đó, không nghi ngờ gì nữa là một mối họa tiềm ẩn vô cùng lớn. Một bất hủ thiên tôn, muốn ẩn núp cũng không dễ dàng, trừ phi đối phương tu luyện được thần pháp ẩn núp kỳ diệu như thuật ẩn thân. Hứa Viêm đột nhiên phủ nhận khả năng đối phương có phương pháp ẩn núp kỳ diệu như vậy. Bất hủ thiên tôn phù hợp với thiên địa, vì vậy, bất hủ thiên tôn không thể che giấu bất hủ thiên tôn khác, muốn che giấu, gần như là không thể. Cửu sơn cảnh không thể tồn tại bất hủ thiên tôn ẩn núp khả năng duy nhất chính là trong số những bất hủ thiên tôn này có một người là thất diệp thiên sát, phong nham xuất thân từ thất đoạn sơn, mà thất đoạn sơn khác biệt với bác sơn còn lại. Hứa viêm nghĩ đến thất đoạn sơn của phong nham, thế lực của ngọn núi này không phải là tông môn hay gia tộc, mà là một liên minh tương tự, được gọi là thất đoạn sơn liên minh. Bất hủ thiên tôn của thất đoạn sơn, mỗi người đều có thuộc hạ riêng, nhưng lại liên minh với nhau, nếu nói đến nơi có khả năng xuất hiện thất diệp thiên sát cao nhất, thì không nghi ngờ gì nữa chính là thất đoạn sơn. Gã phong nham này, mặc dù ở thất đoạn sơn cũng thuộc về thất đoạn sơn liên minh, nhưng hắn tương đối tùy tiện, hơn nữa không có thành lập thế lực thuộc hạ của riêng mình. Hứa viêm trầm ngâm. Phong nham tùy tiện, uy hiếp của thiên quật thất đoạn sơn cũng không lớn, cho nên hắn mới đến thanh hoa cảnh giúp đỡ, thậm chí còn dứt khoát ở lại không đi. Hứa viêm nhớ lại, Phong Nham giới thiệu về bất hủ thiên tôn của thất đoạn sơn, không phát hiện ra ai khả nghi hơn. Cũng không nhất định là thất đoạn sơn. Hứa viêm hơi cau mày, tên thất diệp thiên sát này ẩn giấu thân phận rất sâu, ngay cả thiên sát địa ảnh cũng không có mấy người biết thân phận thật sự ở cửu sơn cảnh. Đây là họa tiềm ẩn của cửu sơn cảnh, vạn gia cũng sẽ rất lo lắng, chuyện này vạn gia sẽ để tâm điều tra. Vạn gia là thế gia, lại bị thiên sát địa ảnh nhắm vào, cho nên bất hủ thiên tôn của Vạn gia tuyệt đối không thể là thất diệp thiên sát, ngược lại vì bị nhắm vào, nên càng để tâm đến chuyện này. Hứa Viêm tiếp tục thẩm vấn, cũng có liên quan đến tin tức của Mạnh Trùng. Chỉ biết rằng, Mạnh Trùng đến vực Đại Cái Sơn, rồi mất tích, đang truy đuổi điều tra. Mạnh Trùng đến Đại Cái Sơn, hơn nữa còn là đến tìm hắn, Vạn gia là thế gia thống trị Đại Cái Sơn, nên gặp Vạn Thiên Lân một lần Tình báo của thiên sát địa ảnh cũng nên nói cho Vạn Thiên Lân, nhờ sức mạnh của vạn gia để tìm kiếm. Đặc biệt là những thành viên địa ảnh tìm phục trong các thế lực lớn. Nghĩ đến đây, Hứa Viêm mang theo tên địa ảnh này đến thạch phong của Đại Cái Sơn, dùng phù truyền tin thông báo Vạn Thiên Lân đến gặp. Thần thông khống chế người của Thiên Ý Định Thần, Hứa Viêm sẽ không tiết lộ ra ngoài, còn người bị khống chế cũng sẽ không bị phát hiện manh mối. Người này vẫn còn giá trị lớn tiếp tục làm thành viên địa ảnh, làm một phản đồ chân chính của thiên sát địa ảnh. Ra lệnh phản sát trực tiếp trở về, thực sự không có giá trị gì, Hứa Viêm biết được sự tồn tại của thiên sát địa ảnh, đương nhiên sẽ không làm loại hành động trả thù hiệu suất thấp này. Hắn muốn diệt tận thiên sát địa ảnh. Cho dù không thể diệt trừ hoàn toàn ngay lập tức, cũng có thể nắm bắt được điểm yếu của thiên sát địa ảnh, từng bước diệt trừ, Hứa Viêm muốn lợi dụng giá trị của tên địa ảnh này đến mức tối đa ngươi biết cứ điểm của thiên sát địa ảnh không, nói cho ta biết địa điểm. Ta biết không nhiều cứ điểm, ngoài cứ điểm của ta, ta chỉ biết ba cứ điểm liên lạc khác. Sau khi lấy được cứ điểm của thiên sát địa ảnh, hứa viêm tính toán hành động như thế nào, một mình hắn không thể lặng lẽ tiêu diệt một cứ điểm. Vì vậy, vẫn nên hợp tác với vạn thiên lân. Ngươi trở về đi, cứ nói là gặp được người của vạn gia đến giúp, ngươi dùng bí thuật mới thoát được. Hứa viêm phân phó nói. Là. Từ hôm nay trở đi, thân phận của ngươi là ảnh nhất, tìm phục trong thiên sát địa ảnh, hiểu chưa? Ảnh nhất hiểu rõ. Hứa viêm nhìn ảnh nhất trời đi, nụ cười trên mặt rạng rỡ, địa ảnh giỏi ẩn núp đúng không, đã bao giờ nghĩ đến việc sẽ bị phản đồ nằm bên trong chưa, vạn thiên lân đã đến, cùng với hắn còn có hai vị tộc lão. Hai vị tộc lão này có thực lực mạnh hơn chân vương thiên tôn võ giả đỉnh phong một bậc, rõ ràng là những tộc lão mạnh nhất của vạn gia dưới bất hủ thiên tôn. Điều này cho thấy vạn gia rất coi trọng vạn thiên lân. Hứa viêm khẽ động ánh mắt. Vạn thiên lân đã đột phá, khí tức ngưng thực hơn, rõ ràng là nhờ huyết tâm quả mà lĩnh ngộ thành công bí pháp của vạn gia. Môn bí pháp này có liên quan đến việc đột phá bất hủ thiên tôn. Tuy rằng tu luyện thành công bí pháp này không nhất định có thể đột phá bất hủ thiên tôn, nhưng nó lại giúp tăng tỷ lệ đột phá lên rất nhiều